chương trình tour, cho nên chúng ta cũng sẽ có hai hướng dẫn viên, trong đó một nam và một nữ, nhà mình thích đi với ai là đi với người đó à nha. Dạ rồi, hiện tại em sẽ nói trước chương trình của mình đi Bình Hưng đi ha, tại vì hiện tại số lượng Bình Hưng của mình á hơi ít so với hàng gái, chỉ có 4 thành viên thôi. Dạ rồi, trưa nay á đoàn nhà mình sẽ dùng cơm ở bên đảo Bình Hưng. Rồi em nói cho mình trước lịch trình của mình đi như thế nào ha. Chúng ta đi tour Bình Hưng, chúng ta sẽ đến một cái cảng gọi là cảng Bãi Kinh. Đến đây á tụi em sẽ dành cho mình tầm 10 đến 15 phút cho mình có thể đi vệ sinh, cũng như là anh chị có thể mua những thứ đồ mà anh chị còn thiếu. Sau đó đoàn tụi em sẽ sắp xếp, hướng dẫn viên của tụi em á sẽ sắp xếp cho anh chị một chiếc thuyền cho anh chị qua đảo. Chúng ta sẽ đến điểm tham quan đầu tiên, đó là bãi đá trứng. Anh hướng dẫn viên này tên là Tuấn Anh, tuy không đẹp trai lắm nhưng được cái nhiệt tình. Dạ rồi, đến bãi đá trứng chúng ta chủ yếu sẽ tham quan, chụp hình, ngắm cảnh là chủ yếu nha. Có vấn đề gì thì anh chị cứ liên hệ anh Tuấn Anh, anh Tuấn Anh sẽ hỗ trợ hết mình luôn được. Mà ở bãi đá trứng này chúng ta sẽ dành thời gian tầm 1 tiếng đồng hồ, sau đó anh chị sẽ di chuyển xuống làng bè ở cái đảo Bình Hưng này để dùng cơm trưa. Dạ rồi, lên cái bãi đá trứng á tụi em sẽ sắp xếp cho anh chị đi xe điện, cho nên anh chị có gì đi anh luôn ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ phải dùng thuyền để di chuyển qua một cái làng bè có tên là Hồng Nhạc để dùng cơm trưa ở trên này. Thì cơm trưa thì hiện tại chỉ có gia đình anh chị thôi, cho nên gia đình anh chị chắc chắn là sẽ ngồi một mình một bàn rồi. Dạ, thực đơn tụi em sắp xếp hết, nhưng mà ở đó người ta có rộng những cái bè hải sản nuôi tôm hùm, mực, cá. Anh chị tới đó nếu mà thích thêm cái gì á thì có thể order thêm, nhưng mà nhớ báo trước cho hướng dẫn viên tụi em để có gì tụi em ghi hóa đơn cho anh chị luôn, để hạn chế cái tình trạng gọi là chặt chém ha. Đấy, cái này gọi là bảo đảm an toàn cho đôi bên thôi. Thời gian dùng cơm trưa của mình á sẽ tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, tại vì mình dùng cơm trưa xong rồi anh chị có thể nằm nghỉ ngơi ở đây. Ở đây người ta có chuẩn bị cho anh chị những cái ghế nằm, những cái võng cho anh chị. Sau khi dùng cơm trưa xong, vui lòng lưu ý giúp em thay đồ bơi tại cái điểm dùng cơm trưa luôn, tại vì cái thuyền của tụi em sắp xếp á nó không có bao gồm nhà vệ sinh, cho nên buổi chiều chúng ta chủ yếu tất cả đều là hạng mục đi bơi, cho nên anh chị ăn cơm trưa xong là thay đồ bơi giúp em luôn được không ạ? Thay đồ bơi và đem hết tất cả đồ đạc theo bạn Tuấn Anh lại di chuyển lên thuyền. Lần này chúng ta sẽ lên đến trên sóng biển luôn ha. Dạ rồi, đoàn tụi em buổi chiều sắp xếp cho anh chị hai điểm đi bơi. Một là Hòn Sam, chúng ta sẽ neo cái thuyền giữa biển, ở trên biển luôn, nó sẽ hơi gần với cái Hòn Sam đó. Rồi tụi em sẽ cung cấp cho anh chị nè áo phao nè, kính lặn hoàn toàn là miễn phí để cho anh chị lặn ngắm san hô ở đây hoàn toàn là tự nhiên nha anh chị. Nhưng mà tùy khu vực, anh chị nếu mà may mắn chúng ta đến cái khu vực gọi là bơi đúng cái khu vực mà có nhiều san hô á, chúng ta sẽ thấy nó rất là đẹp, có san hô màu tím luôn nha. Nhưng mà xui cái nếu mà anh chị mà bơi nó không có gần vào trong cái Hòn Sam á, mình còn bơi gần tàu của tụi em á, thì chúng ta sẽ không thấy được san hô nhiều lắm. Thì có gì á bạn hướng dẫn viên sẽ nhắc nhở cho anh chị những cái mẹo ở đâu có san hô luôn ha. Rồi ở đây á thì chúng ta lặn ngắm san hô tầm 45 phút gì đó, tầm nửa tiếng đến 45 phút thôi, tại vì sóng ở đây nó sẽ hơi lớn cho anh chị một xíu. Nếu mà ai mà không biết bơi giỏi cũng như là chúng ta vẫn chưa có quen với sóng biển á, thì chúng ta ở thời gian ở đây nó sẽ tầm như đó thôi. Sau đó chúng ta sẽ dành hết tất cả thời gian còn lại cho cái bãi Cây Me, là một cái eo biển, một cái bãi biển nhỏ cho anh chị có thể lên đây đặt cái chân lên để cho chúng ta có thể tắm biển ở đây. Biển ở đảo Bình Hưng này nó sẽ có hai đặc điểm khác so với Nha Trang của tụi em. Thứ nhất, nước nó mặn hơn rất nhiều, cho nên anh chị cứ uống thử ngụm là về đây anh chị ngán biển Nha Trang liền. Cái thứ hai là biển ở đây màu nước nó xanh ngọc, nó xanh như cái áo của anh Tuấn Anh đang bận luôn vậy nè. Dạ, chứ nó không phải là xanh giống như da trời ở trong đêm thành phố Nha Trang của tụi em. Ra đây anh chị tha hồ chụp hình thoải mái sống ảo rất là đẹp luôn nha anh chị. Dạ rồi, sau đó chúng ta lưu ý thêm một điều nữa là ở ngoài đây cái đảo Bình Hưng này người ta đang có một cái hạn gọi là hạn mặn, cho nên rất là hiếm chỗ có bán nước ngọt cho anh chị. Thì ở trên đây tụi em đã chuẩn bị nước ngọt rồi, anh chị có thể gọi là cất cho mình tầm một người 3 chai đến 4 chai gì đó, để phòng ngừa cái trường hợp nếu mà ở ngoài đó cúp nước, chúng ta không có nước để mà chúng ta tắm tráng lại, anh chị có thể sử dụng nước mình uống để tắm tráng lại rồi lên xe luôn ha. Chứ cả người mà dính thật nhiều nước biển mà lên xe với tụi em là cũng tội chứ bất tài lắm đúng không ạ? Dạ rồi, khi nào mà chúng ta ở cái bãi Cây Me, chúng ta kết thúc ở bãi Cây Me xong, chúng em sẽ gọi là sắp xếp thuyền đưa anh chị về lại cái cảng bãi Kinh ban đầu. Chúng ta sẽ tắm nước ngọt ở đây, và nếu như mà có nước ngọt thì anh chị cứ tắm tầm 10.000 một người thôi. Đi vệ sinh á thì sẽ là 5.000 một người. Ở ngoài đây cái gì nó cũng tính tiền hết, tại vì người dân ở đây á, người ta sinh sống điều kiện nó hơi gọi là hơi khó khăn một xíu, cho nên là người ta cũng ráng, người ta cố gắng, người ta kinh doanh một xíu, cho nên có gì anh chị hỗ trợ giúp người ta ha. Rồi ví dụ không có nước, cúp nước thì chúng ta vẫn còn biện pháp gọi là dự phòng, đó là những chai nước lọc mà tụi em cung cấp được không ạ? Rồi dự kiến á là hai đoàn chúng ta sẽ phối hợp với nhau, xe hang đá của tụi em sẽ đến đón mình
anh chị là đặt thực đơn bình thường hay là thực đơn VIP tôm hùm ạ? VIP tôm hùm đúng không? Cái này là anh chị phải lưu ý, tại vì đôi khi cái bộ phận bên văn phòng người ta sẽ thiếu sót cái chữ VIP, thiếu cái chữ VIP là thiếu mất 4 con tôm hùm rồi. Đấy, cho nên là tụi em xác nhận lại để có gì lát nữa bưng ra 4 con tôm hùm. Chứ tới đó không có tôm hùm là tự nhiên mất cái chữ VIP liền luôn.